Đoàn đã đến tìm hiểu, học tập mô hình ở nhà máy chế biến nông sản Đông Hà, nơi có kho lạnh bảo quản lúa, gạo hữu cơ, dây chuyền chế biến gạo hữu cơ đạt chuẩn châu Âu. Tìm hiểu giá trị sử dụng các công cụ và thiết bị hiện đại làm lúa hữu cơ như máy gieo hạt, mạ khay, máy cấy, máy bón phân, xưởng sản xuất phân hữu cơ chuyên dùng cho cây lúa từ phân gà và vi sinh vật bản địa. Quy trình làm thảo dược từ các sản phẩm nông nghiệp như tỏi, ớt, gừng, thuốc lá, ngâm bia, cá ướp đường để lấy nước phun cho cây lúa thay đặm. Quy trình xử lý xương động vật, vỏ trứng, thiêu kết, giã nhỏ và ngâm giấm để lấy nước phun bổ sung kali và canxi. Thăm đồng lúa hữu cơ của Sepol Group tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Xem quá trình phun chế phẩm sữa tươi trộn trứng gà bằng máy bay không người lái cho lúa phát triển và trải nghiệm bắt cá trên ruộng lúa hữu cơ. Sau khi tìm hiểu, các đại biểu cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi cách làm của Sepol Group và tham mưu lãnh đạo địa phương của mình phát triển mô hình trồng lúa hữu cơ có ý nghĩa này nhằm chung sức bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống cũng như nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích.